nhằm bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các vận động viên tiềm năng của thể thao Việt Nam tiếp tục tập luyện và thi đấu các giải quốc tế. Sáng ngày 9 tháng 8, thương hiệu thể thao Dunlop đã tổ chức họp báo công bố tài trợ cho vận động viên quần vợt số 1 Việt Nam Huỳnh Phương Đài Trang. Đây là món quà ý nghĩa hỗ trợ cho Đài Trang bước tiếp trong sự nghiệp quần vợt của mình. Đây cũng là tín hiệu vui mở đầu cho hoạt động xã hội hóa thể thao nước nhà. Tham dự buổi họp báo có đại diện Liên đoàn quần vợt Việt Nam, nhãn hàng Dunlop, vận động viên Huỳnh Phương Đài Trang và các cơ quan thông tấn báo chí. Là vận động viên quần vợt duy nhất của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng WTA, gia đình Đài Trang đã phải tự bỏ ra rất nhiều kinh phí cho cô tập luyện ở nước ngoài và thi đấu các giải quốc tế. Sự khó khăn trong sự nghiệp của vận động viên triển vọng này đã nhận được sự giúp đỡ của nhãn hiệu thể thao Dunlop, nhà cung cấp các sản phẩm phục vụ cho thi đấu quần vợt. Trong 3 năm 2012 đến 2015, nhãn hàng Dunlop sẽ tài trợ cho Đài Trang số tiền tài trợ 450 triệu đồng, trong đó có 360 triệu đồng tiền mặt, còn lại là tài trợ bằng sản phẩm. Với số tiền này, Đài Trang sẽ trang trải được một phần chi phí cho các hoạt động du đấu và tập luyện của mình. Em hy vọng là sau này sẽ có thêm được nhiều nhà tài trợ hỗ trợ cho không chỉ riêng em và cũng hỗ trợ cho Liên đoàn quần vợt và các vận động viên khác để đưa nền tennis của Việt Nam đi lên hơn. Việc tài trợ cho Đài Trang thì cũng là một cái nỗ lực của Dunlop tại Việt Nam để kêu gọi tài trợ cho vận động viên của Việt Nam. Thì việc thành công trong việc tài trợ cho Đài Trang cũng sẽ là một cái tiền đề tốt cho việc tài trợ, kêu gọi tài trợ cho các vận động viên khác mà có thành tích tốt tại Việt Nam. Trước sự áp đảo của các vận động viên từ các cường quốc mạnh về quần vợt tại các giải đấu của Hiệp hội quần vợt nữ nhà nghề WTA, các vận động viên châu Á trong đó có Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Bằng những cố gắng của bản thân và sự hỗ trợ của gia đình, Đài Trang đã nỗ lực thi đấu hết mình để giành được những thành tích đáng khích lệ như vô địch U14 châu Á, vô địch giải các tay vợt xuất sắc năm 2009, vô địch quốc gia 2010 và hiện nay là tay vợt nữ duy nhất của Việt Nam có mặt trên bảng xếp hạng WTA. Việc nhãn hàng Dunlop tài trợ kinh phí cho Đài Trang sẽ giúp cô tiếp tục theo đuổi môn quần vợt, đồng thời mở ra những hoạt động tài trợ tiếp theo cho các môn thể thao và cho nhiều vận động viên thể thao Việt Nam triển vọng khác trong tương lai. Xét về phương diện của nhà tài trợ thì chúng tôi rất muốn là các cái hoạt động tài trợ này sẽ góp phần là thúc đẩy các cái người chơi nhiều đến với tennis, các cái vận động viên cả phong trào cũng như là đỉnh cao thì thi đấu tốt hơn trong các cái giải thi đấu cũng như là đóng góp cái thành tích chung của Việt Nam.